đúng không? Bởi chính các nhà khoa học cũng không tin vào mắt mình được khi họ nhìn thấy những phát minh khủng khiếp này. Và ngay bây giờ các bạn hãy cùng thầy Tốt Người Thủy Điển cùng đi khám phá nhé! 1. Vỏ chai làm bóng điện. Chai bóng đèn năng lượng mặt trời được làm từ một chai nhựa hoặc chai nước đã qua sử dụng, chứa đầy nước và chất tẩy trắng. Chai sau đó được cố định vào một lỗ trên mái nhà, trong khi ánh sáng truyền qua lỗ sẽ xuyên qua một chùm ánh sáng thẳng, hẹp. Nước trong chai bóng đèn năng lượng mặt trời khúc xạ ánh sáng để nó có thể chiếu sáng một khoảng không gian lớn hơn, xung quanh 360 độ. Chất tẩy giữ nước sạch bằng cách ngăn tạo hình thành. Chai bóng đèn năng lượng mặt trời phát ra 55-60W ánh sáng rõ ràng và kéo dài đến 10 tháng. Bóng đèn sáng tạo này cung cấp ánh sáng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, khi mà các cửa sổ truyền thông có thể dễ dàng bị nứt hoặc do rỉ trong mùa bão hoặc thời tiết khắc nghiệt. Bóng đèn năng lượng mặt trời mang lại nhiều ánh sáng hơn và giúp tiết kiệm tiền và năng lượng. Bóng đèn không chỉ cải thiện cuộc sống của các gia đình, mà còn cải thiện tương lai và sức khỏe của môi trường bằng cách giảm đáng kể chất thải nhựa. 2. Bóng nước ăn được. Với hy vọng có thể giảm bớt được số lượng rác thải chai nhựa đổ ra đại dương lên tới 1 tỷ chai mỗi năm, sinh viên thiết kế của Tây Ban Nha đã phát minh bong bóng nước có thể ăn được và phân hủy nhanh. Tên của những trái bóng nước có thể ăn được này là Oho. Sản phẩm này được làm từ muối natri của axit alinic, một dạng muối có trong loại tảo nâu ăn được, và calcium chloride, và chúng đều là những nguyên liệu dễ phân hủy. Để tạo ra được bóng nước Oho, nhà sản xuất sẽ làm đông đặc nước lại thành quả cầu băng, sau đó đổ chất lỏng tại màng bao trùm ra ngoài khối cầu. Khi khối nước đá tan, lớp màng sẽ đông đặc lại và ta có quả bóng nước hoàn chỉnh. Mỗi quả bóng nước chứa khoảng 9 ounce, tức là 250ml nước, nhưng chi phí sản xuất chỉ mất khoảng 2 xu Mỹ, khoảng 450 đồng. 3. Thuyền Mr. Trust thu gom rác trên sông. Thuyền chạy theo dòng sông, khi dòng nước chảy chậm thì bánh xe kết nối với các tấm pin mặt trời sẽ khởi động. Chiếc thuyền bắt đầu hoạt động từ năm 2014 và từ đó đến nay đã thu thập được khoảng 9 triệu mẩu đầu lọc thuốc lá và khoảng 500.000 chai nhựa, cùng thùng giấy và các loại rác thải khác. Rác thải sau đó được gom vào một container và gửi đến cơ sở tái chế. Hiện tại, những người khởi xướng dự án đang quyên góp tiền để đóng một chiếc thuyền thứ hai như vậy. Chiếc thuyền thứ nhất có tên Mr. Churchwell vẫn cần đến người điều khiển. Nhưng các nhà thiết kế Hà Lan sẽ khắc phục được nhược điểm này bằng cách trang bị hệ thống lái tự động. Chiếc thuyền thứ hai Great Shark cũng được đóng với mục đích thu thập chất thải trên sông. Great Shark đang được thử nghiệm tại cảng Rotterdam, Hà Lan và có thể thu gom tới 500kg chất thải cho mỗi chuyến đi. 4. Tua pin thu hoạch năng lượng xanh trong vùng nước chuyển động chậm. Rotorotor là chiếc máy thu hoạch năng lượng xanh trong vùng nước chuyển động chậm. Các nhà thiết kế cho biết đây là chiếc máy đầu tiên làm được việc này. Nó hoạt động được cả trong dòng chảy chậm với tốc độ sắp xỉ 0.9 m/s. Vì vậy, nó có thể được sử dụng gần như ở bất cứ nơi nào. Bạn chỉ cần để nó ở dòng nước có chuyển động. Với thiết kế đặc biệt, khi hướng của dòng nước chảy qua tua pin sẽ làm tăng moment xoắn và ma sát, nó an toàn cho những sinh vật như cá. Hiện nay, 1,3 tỷ người trên trái đất không có điện để sử dụng, nhưng với hệ thống Water Rotor có thể là một giải pháp xanh cho điều đó. 5. Vỏ dầu gội không có nhựa. Từ mới nhất trong bao bì là bao bì sử dụng một lần hòa tan trong nước. Những thứ này đã được sử dụng thành công như chất tẩy rửa, nơi bạn chỉ cần đặt chúng cùng với việc giặt giũ. Bây giờ, bao bì hòa tan trong nước này đã được sử dụng lần đầu tiên trong ngành công nghiệp chăm sóc cá nhân, dưới dạng vỏ cạo. Chúng được khẳng định là hoàn hảo cho một lần sử dụng và do đó giảm lãng phí vật liệu cũng như hộp nhựa. Các màng hòa tan trong nước được làm từ PVA, một loại polymer gọi là rượu polyvinyl. Nó không phải là một phát minh mới, nhưng đã được Morosho, công ty sản xuất bao bì hòa tan, sử dụng cho các mục đích công nghiệp khác nhau kể từ những năm 50. Morosho sử dụng PVA polymer này để tạo các loại thuốc hòa tan được hòa tan trong cơ thể. Trước khi sử dụng chúng, bạn phải làm ướt chúng và trà sát chúng với một lực nào đó, làm cho lớp vỏ trong suốt hòa tan.
bạn nhận được bọt với mùi bạc hà. Nếu bạn sử dụng quá nhiều nước, vỏ quả trở nên quá loãng. Nếu ít nước được sử dụng thì bạn còn lại với khối dầu gội trên tay. Thời gian lý tưởng để làm ướt vỏ quả là 3-4 giây. Và sau đó bạn phải trà mạnh vỏ quả để có được bọt. Khi bạn lấy vỏ ra khỏi túi, bạn phải có bàn tay khô, nếu không bạn có thể gây nguy cơ làm tan vỏ khác. 6. Bể bơi làm từ container. Bạn muốn có một hồ bơi hay bể bơi cho trẻ em ngay tại nhà mình, nhưng ngại quy trình xây dựng phức tạp cùng với một chi phí quá đắt, thì bạn có thể xem video này, vì nó mang đến cho một giải pháp thiết kế hồ bơi khá đơn giản. Thời gian xây dựng nhanh và một chi phí không quá đắt với những chiếc container thường dùng để vận chuyển hàng hóa. Tùy theo không gian, chi phí và mục đích sử dụng mà bạn có thể lựa chọn cho mình những kích thước container phù hợp và những tiện ích hồ bơi khác như hồ bơi jacuzzi. Giá một chiếc container dao động từ 26 triệu đến 42 triệu đồng. Ngoài ra, tùy vào chi phí mà bạn có thể lựa chọn những loại vật liệu thiết kế khác nhau cho bề mặt bên trong của hồ bơi của bạn. Bạn có thể lót hồ bơi bằng những tấm lót PVC vinyl, hoặc bạn có thể có một lòng hồ bơi hoàn hảo hơn khi bọc nhựa composite cho hồ bơi với giá tầm khoảng 40 đến 50 triệu đồng, nhưng chúng lại có độ bền lên đến 50 năm. 7. Xi bin gom rác nổi trên biển. Một cách hoạt động tương tự như bộ lọc nước trong những hồ cá thủy tinh bằng kính chúng ta hay chơi trong nhà. Xi bin là thùng rác chìm dưới nước, có tác dụng thu gom những thứ rác nổi lềnh phềnh trên mặt biển. Nhờ cơ chế nước trôi sẽ lôi cuốn rác vào trong. Xi bin được thiết kế bởi hai người Úc với mục tiêu đầu tiên là thu gom rác trong nước biển. Với mục tiêu này, sau khi môi trường nước đã sạch rồi thì không cần phải sử dụng tới xi bin nữa. Bộ lọc và gom rác của xi bin có thể gom rác như vỏ chai, bao nylon, lon nước ngọt, lá cây và kể cả dầu mỏ bị tràn. 8. Muỗng ăn được. Những chiếc muỗng này thân thiện với cả người ăn chay. Chúng được làm từ gạo, bột mì và cao lượng, một loại lúa có nguồn gốc từ châu Phi. Cao lượng được chọn làm nguyên liệu chính vì độ cứng của nó. Nó không bị sũng ra trong nước và cũng chính vì nó có thể trồng được ở các vùng bán khô hạn. Loại muỗng này có 3 hương vị bao gồm vị mặn, muối và thì là, ngọt là đường và không có vị. Nó có vị như bánh quy giòn. Thật ra là một chiếc muỗng bánh quy khô vì chúng tôi không cho chất béo vào. Loại muỗng này có thể dùng với bất cứ loại thức ăn nào. Hương vị của thức ăn sẽ hòa quyện trong chiếc muỗng này. Ông Nagarjuna Peppati, người sáng lập công ty cho hay. 9. Bao bì ăn được để cứu sinh vật biển. Công ty Beer Shore Water ở Nam Florida, Mỹ đang cố gắng để tạo ra một tác động lớn trong vấn đề chống ô nhiễm đại dương và phân hủy sinh học bằng sản xuất bao bì ăn được. Bao bì ăn được hay các đồ dùng ăn được không phải ý tưởng mới, nhưng việc thực hiện hóa và áp dụng trong ngành bia thì đây là lần đầu tiên. Trish Girl, chủ sở hữu nhà máy bia cho biết, những vòng đóng gói sẽ được làm từ lúa mì, lúa mạch. Nếu đưa vào sử dụng, loại bao bì ăn được sẽ an toàn vượt xa các loại bao bì tái chế hiện nay vì chất thải chúng sinh ra là bằng không. Tuy giá thành theo tính toán có cao hơn bao bì truyền thống một chút do quy mô và quy trình sản xuất, nhưng họ tin tưởng rằng mọi người sẵn sàng bỏ thêm chút tiền cho bảo vệ môi trường và sinh thái biển. 10. Tua bin di động cung cấp năng lượng 24 giờ trên ngày. Công ty MHI Vestar Offshore Wind đang tiến hành lắp đặt các tua bin gió khổng lồ có tên là V164 với chiều cao 220m ở ngoài khơi của Đan Mạch. Điểm đáng chú ý là V164 đã phá vỡ các kỷ lục trước đó khi có khả năng cung cấp tới 216.000 kW điện chỉ trong 24 giờ. Dựa theo các tính toán, 216.000 kW điện là đủ để một hộ gia đình trung bình ở Mỹ sử dụng liên tục trong vòng 20 năm. Tua bin V164 được trang bị các cánh quạt có tổng trọng lượng là 38 tấn với chiều dài của mỗi cánh quạt lên tới 80m. Nhờ vậy, cánh quạt của V164 có chu vi quét lớn hơn cả vòng quay thiên nhiên kỷ nổi tiếng ở London, Anh. Ngoài ra, tua bin gió này cũng cần diện tích lắp đặt là 21.244m2. Bên cạnh đó, V164 cũng giúp giảm bớt áp lực về chi phí do nhà đầu tư khi có tuổi thọ sử dụng lên tới 25 năm. Hơn nữa,
80% bộ phận của V164 có thể dùng để tái chế. Các bạn thân mến, còn rất rất nhiều những phát minh khoa học nữa, nhưng do thời lượng có hạn nên mình xin phép dừng lại tại đây. Nếu bạn biết thêm những phát minh khoa học thú vị nào nữa thì hãy chia sẻ cho mình biết trong phần bình luận bên dưới nhé, để tránh mình diễn ra video cực hay cho các bạn. Đừng tiếc cho mình một like trên video này nhé. Các bạn thấy nó thú vị thì hãy chia sẻ cho những người khác cùng biết. Và để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào quả chuông bên cạnh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.